Cách ăn yến mạch nguyên chất để giảm cân tốt nhất mà không ngán. Cách ăn yến mạch làm sao không bị ngán mà vẫn phát huy công dụng là điều luôn được các bà nội trợ để tâm đến. Trong yến mạch có nhiều dinh dưỡng và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Nếu chưa biết cách sử dụng yến mạch làm sao cho đúng, bài đọc này sẽ gợi ý và giúp bạn chế biến yến mạch đúng cách, phát huy tối đa hiệu quả của loại ngũ cốc có giàu dinh dưỡng này. 1. Yến mạch là gì? Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt dùng trong nhiều cách chế biến món ăn. Ngoài ngũ cốc này thường được trồng ở những vùng có khí hậu ôn đới như Bắc Mỹ và châu Âu. Yến mạch mang đến nhiều dưỡng chất có cho sức khỏe, thích hợp với mọi đối tượng từ trẻ em cho đến những người lớn tuổi. Trong yến mạch có chứa các chất dinh dưỡng như chất đạm, chất xơ hòa tan, vitamin và các khoáng chất khác. Cách chế biến yến mạch cũng rất đa dạng và có thể kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Mỗi món ăn làm từ yến mạch sẽ mang đến một hương vị mới và công dụng mới. 2. Cách chế biến món ăn từ yến mạch dựa theo phân loại. Hiện nay, với nhu cầu sử dụng yến mạch đa dạng, người ta chia yến mạch thành 5 loại, bao gồm yến mạch nguyên hạt, yến mạch cắt nhỏ, yến mạch cán, yến mạch ăn liền và bột yến mạch xay mịn. Yến mạch nguyên hạt là ngũ cốc dạng thô, khá dai và tốn nhiều nước để nấu. Thời gian nấu loại yến mạch này cũng khá lâu. Yến mạch cắt nhỏ được cắt ra từ yến mạch nguyên hạt làm từ 2 đến 3 phần. Sử dụng yến mạch loại này để nấu sẽ tốn ít nước hơn nhưng vẫn tốn thời gian để làm chín. Yến mạch cán là loại yến mạch được cắt nhỏ, hấp chín, lăn dẹt. Do đó thời gian nấu thực phẩm này cũng nhanh hơn và được nhiều người sử dụng phổ biến hơn. Yến mạch ăn liền là yến mạch được cán cực kỳ mỏng. Dạng này có thể chan nước sôi và dùng ngay. Tuy nhiên, được sơ chế và kỹ lưỡng nên yến mạch loại này thường chứa ít thành phần dinh dưỡng hơn so với các loại khác. Bột yến mạch xay mịn sẽ dùng cho việc làm đẹp như đắp mặt nạ dưỡng da để làm trắng da. 3. Công dụng của yến mạch khi ăn đúng cách. Thì trong đó có 3 phần. Phần A. Ăn yến mạch nguyên hạt có tốt không? Ăn yến mạch giúp tăng khả năng vận động của cơ bắp, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Bên cạnh đó, yến mạch còn cung cấp năng lượng triệt để cho cơ bắp. Dùng yến mạch mỗi ngày sẽ giúp làm hạn chế nguy cơ đau tim, tiểu đường và béo phì, đồng thời tránh loãng xương. Nếu dùng vào buổi sáng sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về ung thư vú. Ngoài ra, yến mạch còn có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, cholesterol xấu LDL. Tuy nhiên, yến mạch lại không hề gây ảnh hưởng đến các cholesterol tốt HDL. Trong yến mạch có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B, sắt, kẽm, axit folic và giúp tăng khả năng tập trung, đồng thời giảm bớt căng thẳng hơn. Hơn thế nữa, hàm lượng chất xơ trong yến mạch còn hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa, chống táo bón và điều hòa vi khuẩn trong đường ruột. B. Công dụng của yến mạch đối với làm đẹp là giảm cân. Yến mạch có khả năng hỗ trợ cho quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và protein dồi dào. Người dùng sẽ có cảm giác no lâu. Các cơn thèm ăn trong ngày sẽ không còn nữa và giúp quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng hơn. Ngoài ra, yến mạch còn được sử dụng để làm đẹp da như chăm sóc da mặt, cải thiện làn da bị dị ứng, mần đỏ, mụn cám. 4. Cách ăn yến mạch
đa dạng vào bữa ăn mỗi ngày. Để phát huy công dụng của yến mạch, bạn phải biết ăn đúng cách. Thế nhưng, ngày nào cũng duy trì một kiểu sẽ dễ ngán. Bạn cảm giác chán ăn và cũng không dùng được lâu. Dưới đây sẽ là một cách chế biến yến mạch đa dạng để bạn có thể làm món ăn này với cách mới mỗi ngày mà không bị ngán. A. Nấu cháo yến mạch với tôm tươi. Cháo yến mạch là món ăn ngon và bổ dưỡng cho cả nhà. Nếu cháo yến mạch nấu với tôm là một trong những món cháo có cách nấu đơn giản và nguyên liệu dễ tìm. Nguyên liệu: yến mạch vàng xay 3/4 cốc, sữa 3 cốc, dầu ô liu nguyên chất 1/8 cốc, tôm tươi 450 g đã bóc vỏ, bơ 1 thìa cà phê, muối 1/4 thìa cà phê, tiêu trắng 1/8 thìa cà phê, một củ hành thái nhỏ. Sau đây là cách nấu cháo yến mạch. Bắc chảo lên bếp và đổ sữa vào đun sôi. Sau đó cho yến mạch vào chảo, khuấy đều ở lửa nhỏ trong khoảng 10 phút. Vừa nấu vừa khuấy đều để yến mạch và sữa hòa quyện vào nhau cho mịn hơn. Sử dụng một chiếc chảo khác, cho dầu ô liu vào và bơ vào đó. Tiếp đến, cho hành vào xào và sau cùng là tôm. Cho vào chảo thêm muối và tiêu, nấu trong khoảng từ 4 tới 5 phút. Sau đó, đổ tôm vừa xào này vào chảo yến mạch và tiếp tục đun từ 10 tới 15 phút là hoàn thành. Chú ý, nếu ăn cháo này khi còn nóng, món cháo này có thể dùng bữa ăn sáng dinh dưỡng. Ngoài ra, bên cạnh cách nấu cháo yến mạch với tôm, bạn cũng có thể kết hợp với một số nguyên liệu khác như hạt sen và hào, trứng và cà rốt, tôm và bắp ngô. Đó là tùy theo khẩu vị của bạn. Cách B là cách ăn yến mạch kết hợp với sữa chua giảm cân tốt nhất. Yến mạch kết hợp với sữa chua và một loại trái cây sẽ là một món tráng miệng cực ngon vào mùa hè. Nguyên liệu gồm có 1/2 cốc bột yến mạch nấu chín, làm lạnh, 1/2 cốc sữa chua Hy Lạp hoặc phô mai. Các loại trái cây theo mùa, dâu, việt quất, nho hay tùy theo sở thích của bạn. Cách làm sữa chua yến mạch: cho 1/4 cốc sữa chua phô mai ở đáy ly. Kế đến cho 1/4 bột yến mạch lên trên và sau cùng đặt một ít trái cây lên trên hết. Món ăn này sẽ rất dễ thực hiện và phù hợp dùng để ăn vặt hay ăn tráng miệng. Cách C, cách làm bánh muffin với yến mạch. Nếu muốn sử dụng yến mạch làm bánh thì muffin chuối yến mạch sẽ là một gợi ý hay cho bạn. Nguyên liệu gồm có bột mì nguyên cám 3/4 cốc, yến mạch ăn liền 1/2 cốc, đường nâu 1/4 cốc, bột hạt lanh 2 thìa canh, bột quế 1 thìa cà phê, baking soda 1/2 thìa cà phê, bột nở 1 thìa cà phê, muối 1/4 thìa cà phê, chuối 1 quả nghiền nhuyễn, sữa 1/2 cốc, lòng trắng trứng 1 cái, dầu hạt cải canola 1 thìa canh, tinh dầu vanilla 1/4 thìa cà phê. Sau đây là cách làm bánh muffin. Làm nóng lò nướng đến 350 độ. Sau đó, làm đầy chảo bánh muffin với 6 miếng giấy để bánh. Trộn bột mì, yến mạch, đường nâu, bột hạt lanh, bột quế, baking soda,
bột nở và muối vào tô. Chuẩn bị một cái tô khác và cho lần lượt trong trắng trứng, dầu hạt cải, tinh dầu vani, chuối và sữa vào trộn đều. Trộn hỗn hợp bột và hỗn hợp trứng lại với nhau cho đều. Sau đó chia số bột vào 6 cốc giấy, cho vào lò và nướng bánh trong khoảng từ 15 tới 18 phút là được. Tuy nhiên, liệu làm bánh có hơi cầu kỳ, nhưng các bước thực hiện vô cùng dễ dàng. Món bánh này rất phù hợp để ăn vặt hay làm món ăn tráng miệng cho cả gia đình. 5. Cách bảo quản yến mạch để ăn ngon nhất tại nhà mà không mốc. Để sử dụng yến mạch lâu dài, bạn phải biết bảo quản đúng cách, làm sao cho yến mạch không bị mốc và không giảm chất lượng. Một số cách bảo quản yến mạch được khuyên như sau. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát bằng cách cho vào lọ thủy tinh sạch sẽ và đậy nắp. Giữ hũ ở nơi khô thoáng, tránh những ẩm mốc và vi khuẩn gây hỏng yến mạch. Đặt ở phòng lạnh đối với những cơ sở sản xuất và kinh doanh yến mạch số lượng lớn. Đối với những gia đình có trữ một lượng nhỏ yến mạch, bạn có thể cho yến mạch vào ngăn mát trong tủ lạnh. Thời gian bảo quản yến mạch trong ngăn mát ở tủ lạnh khoảng vài tháng. Tránh tuyệt đối để yến mạch trong ngăn đông. Không nên để yến mạch ở nơi có nhiệt độ cao, sẽ dễ làm biến chất và hỏng yến mạch. Yến mạch là một loại thực phẩm mang đến nhiều giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Ngoài những lợi ích cho sức khỏe, cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, các món ăn như yến mạch còn giúp chị em phụ nữ làm đẹp hiệu quả. Mong rằng một số cách ăn yến mạch này sẽ giúp bạn có thêm gợi ý và làm phong phú thêm trong bữa ăn của mình. IT Consult 2.0 tạm thời ngừng lại ở nơi đây.